Nội thất ô tô bình thường. Trước khi đến với buổi lễ kỷ niệm chính thức 4 năm thành lập của câu lạc bộ mô tô thể thao Nghệ An, chúng tôi muốn hỏi tất cả các quý vị khách hàng mô tô toàn quốc, chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên, đó chính là khởi động một chút được không ạ? Ngay bây giờ khi chúng tôi hỏi các anh em chúng ta đã sẵn sàng chưa? Nếu như các anh em đã sẵn sàng thì chúng tôi muốn lắng nghe những tiếng sẵn sàng đến từ các anh em. Các anh em đã sẵn sàng đến với buổi tối ngày hôm nay chưa? Đã sẵn sàng chưa? Put down, put down, put down. Can you hear?
còn rất dài. Và bây giờ mời các anh chị chúng ta đứng xuống phía dưới để đến với tiết mục những bài hát chắc chắn rất là sôi động của tất cả các ca sĩ xinh đẹp. Sau đó chúng ta sẽ cùng tất cả dancer mới hơn nữa, tất cả kem thật xinh đẹp để nhảy của tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ giọng hát của nữ ca sĩ Trương Bảo Yến. Music. Luôn bảo hơn là chở đô luôn á. Kém cái đó đó mày. Thank you.
sát lại thật gần. Dù hồn em lâng lâng lập đài một khoảng trống, trong tình người cuộc sống có ý chí khi ta sống trong đời mong. Chỉ cần môi nhẹ hôn bờ môi, chỉ cần em và anh mà thôi, chẳng còn lo ngại chi nhưng rồi gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần tim hòa chung nhịp tim, từ từ anh đừng nên lặng im hãy bất lạc cháy hen. Nhưng đam mê cuồng điên theo đơn em đêm nay, anh sẽ như cơn say cứ tiếp không ngừng chẳng chẳng ai gì chúng ta thấy trước mắt chân ta xoay. Anh đừng nên lặng im hãy bất lạc cháy hen. Nhưng đam mê
quan họ hát mừng ngày hội liên. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long mong.